Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả từ Diễn đàn Kinh tế 2021 và Diễn đàn Kinh tế Xã hội 2022 đã góp phần hình thành và hoàn thiện Nghị quyết số 68 năm 2022 Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó lấy trọng tâm xuyên suốt năm 2023 là củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như yếu tố bất biến để ứng với vạn biến của tình hình kinh tế quốc tế và là chìa khóa quan trọng để Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của người dân. Chính nhờ các chính sách giải pháp đúng đắn kịp thời chưa từng có tiền lệ trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ có hiệu quả của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự đồng hành giám sát của Quốc hội, điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam cơ bản đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng thời gian qua, song nền kinh tế đang còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3,72%, ở mức gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây. Nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng qua đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực lớn từ bên ngoài. Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu tham dự diễn đàn lần này tập trung thảo luận và tìm đáp án cho 3 vấn đề lớn, đó là dự báo tình hình, đánh giá đúng thực trạng và tìm động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất, dự báo bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính khu vực và thế giới, cơ hội rủi ro thách thức nào đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023, 2024 và trong giai đoạn tiếp theo. Hai là nhận diện thực trạng kinh tế xã hội, những khó khăn thách thức và nút thắt chủ yếu và năng lực chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp, người lao động Việt Nam hiện nay thực sự là như thế nào. Dự báo cho cả năm 2023, 2024 và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025. Ba là năng lực nội sinh, động lực và giải pháp căn cơ nào để nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023-2024 và cho cả nhiệm kỳ 5 năm. Căn cứ vào các đề xuất, kiến nghị và giải pháp, ngay sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc ngày 23 tháng 10 và công tác hoạch định thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước.